Xin chào, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Viettel Store TV. Trong video trước thì chúng mình đã làm bài mở hộp và chia tay nhanh chiếc Vivo Y30, một trong những smartphone vô cùng đáng chú ý trong phân khúc tầm trung. Tuy nhiên thì trong tầm giá 5 triệu đồng thì chiếc máy này lại phải đụng độ với Realme 6i, một trong những quái thú hiệu năng của Realme. Và trong video ngày hôm nay thì hãy cùng chúng mình đi so sánh hai chiếc máy này để xem đâu sẽ là sự lựa chọn tốt nhất trong khoảng giá này nhé. Hãy cùng bắt đầu thôi nào! Đầu tiên về thiết kế thì hai chiếc máy này sẽ đi theo hai ngôn ngữ khác biệt nhau hoàn toàn. Ở trên Realme 6i thì chúng ta sẽ có thiết kế mặt lưng bằng nhựa nhám giúp máy dễ dàng cầm nắm hơn, tránh được hiện tượng bị trơn và trượt. Ngoài ra thì Realme 6i còn có các đường sọc ở mặt lưng giúp máy vẫn giữ được vẻ sành điệu nhất định. Còn ở trên Vivo Y30 thì chúng ta sẽ có phần mặt lưng bằng nhựa bóng giúp cho máy trở nên sang trọng hơn đôi chút so với Realme 6i. Ngoài ra thì cả hai thiết bị này đều được trang bị cảm biến vân tay ở mặt lưng với tốc độ nhận diện khá nhanh. Về kiểu thiết kế màn hình thì chắc chắn Vivo Y30 sẽ giành chiến thắng với thiết kế màn hình đục lỗ rất thời thượng ở trong năm 2020. Và nếu so sánh với kiểu thiết kế màn hình giọt nước ở trên Realme 6i thì Vivo Y30 sẽ đem đến trải nghiệm giải trí đã hơn khá nhiều. Tiếp theo về màn hình thì ở trên Realme 6i chúng ta sẽ có màn hình với kích thước 6.5 inch, lớn hơn 0.3 inch so với Vivo Y30. Cả hai thì đều được trang bị độ phân giải HD+, giúp đáp ứng vừa đủ các trải nghiệm sử dụng hàng ngày. Chưa dừng lại ở đó, với tấm nền IPS LCD thì cả Vivo Y30 và Realme 6i sẽ có mức độ sáng cao cùng khả năng hiển thị khá trung thực và đem lại góc nhìn ấn tượng. Tuy nhiên thì như mình đã nói ở trên thì với kiểu thiết kế màn hình đục lỗ thì Vivo Y30 sẽ giành chiến thắng về màn hình khi đem đến trải nghiệm sử dụng tốt hơn khá nhiều so với đối thủ của mình. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đi so sánh hệ thống camera trên hai chiếc máy này. Xét về thông số thì Vivo Y30 sẽ sở hữu camera chính với độ phân giải là 13 megapixel cùng với 3 camera khác bao gồm camera góc siêu rộng 8 megapixel, camera hỗ trợ xóa phông 2 megapixel và camera macro 2 megapixel. Tuy nhiên thì Realme 6i cũng không chịu kém cạnh, thậm chí là còn có ưu thế hơn với cảm biến chính là 48 megapixel đem lại khả năng chụp ảnh chi tiết ấn tượng hơn so với Vivo Y30. Và cũng tương tự như là Vivo Y30 thì Realme 6i cũng có sự xuất hiện của một camera góc siêu rộng là 8 megapixel, một camera macro và camera hỗ trợ đo độ sâu trường ảnh cùng có độ phân giải là 2 megapixel. Về thuật toán xử lý ảnh thì cả hai đều sẽ đem đến cho chúng ta những bức ảnh với chi tiết ổn trong điều kiện đủ sáng. Về camera selfie thì Realme 6i sẽ sở hữu camera với độ phân giải là 16 megapixel, còn ở trên Vivo Y30 sẽ là 8 megapixel. Chất lượng ảnh cho ra trên cả hai chiếc máy này sẽ đều rất tốt do được trang bị khả năng làm đẹp ở camera selfie, giúp người dùng có thể yên tâm sử dụng mà không cần tới sự can thiệp của các ứng dụng bên thứ ba. Tiếp theo về hiệu năng thì Realme 6i sẽ được mang trong mình sức mạnh của con chip MediaTek Helio G80, còn Vivo Y30 thì sẽ được trang bị con chip Helio P35. Không cần phải bàn cãi quá nhiều khi Realme 6i sẽ là người chiến thắng trong cuộc chiến này với bộ vi xử lý hỗ trợ rất tốt cho gaming. Tuy nhiên thì nếu như bạn đang có nhu cầu sử dụng với các tác vụ cơ bản thì cả hai vẫn sẽ đáp ứng được rất tốt và không hề xuất hiện hiện tượng bị giật lag. Ngoài ra thì cả hai thiết bị này đều được trang bị 4GB RAM giúp đem tới khả năng đa nhiệm tốt và tránh hiện tượng reset lại ứng dụng. Và cuối cùng đó là về pin. Cả Vivo Y30 và Realme 6i sẽ được trang bị viên pin 5000 mAh, giúp đem đến thời gian sử dụng vô cùng thoải mái trong khoảng thời gian ít nhất 2 ngày, thậm chí là 2,5 ngày nếu như các bạn sử dụng ít. Ngoài ra thì cả hai thiết bị đều có công nghệ sạc nhanh với công suất 18W với Realme 6i và 10W đối với Vivo Y30, giúp rút ngắn thời gian sạc. Các bạn thân mến, vậy là vừa rồi mình đã cùng với các bạn đi so sánh hai chiếc smartphone vô cùng đáng chú ý trong phân khúc tầm giá 5 triệu, đó là Vivo Y30 và Realme 6i. Vậy theo các bạn, chiếc máy nào là phù hợp đối với chính mình? Hãy cùng comment ở dưới để mình được biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.